giỏi thì lên đây. Em trai, xem võ công của anh mày đây. Anh tiếp chiêu đi. Chổi thần công. Tuyệt chiêu cuối cùng, nhất dương chổi, xem đi. Sao nào em trai? Chổi mẹ vừa mới mua đấy anh trai ạ. Cái gì? Chổi mẹ mới mua á? Chuẩn, đi tìm máu. Nhà này kia rồi, mau vào lấy nó ra. Khẽ thôi. Kia rồi. May quá, vẫn còn nguyên. Chuồn thôi. Khoan đã. Cái gì thế nhỉ? Anh em mình ra xem cái gì đi. Đi. Từ từ thôi. Sao trong này tối thế nhỉ? Thành công rồi. Quả là một phát minh vĩ đại của ta. Báu vật này phải cất kỹ mới được. Nghỉ ngơi tí đã. Ê, có khi nào chiếc đèn pin thần kỳ này sẽ giúp mình biến thành một người khổng lồ, sau đó ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Anh Tú, vào thôi, nhanh. Anh đứng lại mau. Lêu, còn lâu nha. Cho em xem một tí thôi. Đi mà. Của em là người lấy trước mà. Của anh. Của em. Anh là anh thì anh phải nhường em chứ. Ui da. Ôi giỏi quá. Anh Tú, mặt em sao lại dính chặt thế này? Mày ăn cái gì mà nặng thế không biết. Ui giời ạ. Tránh ra. Đau quá. Mệt quá. A few moments later. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ dính lấy nhau thế này sao? Tách ra được rồi này. Chúng ta không bị dính nữa. Thật kỳ lạ. Có lẽ nào chính là nó. Wow, thần kỳ thật đấy. Hay là chúng ta mang nó đi chơi mọi người đi. Ý hay. Đứng lại. Mẹ, chúng mày lại định lén lút đi chơi à? Ôi, sao mình không cử động được thế này? Hai đứa, các con giở trò quái quỷ gì thế hả? Mẹ ơi, mẹ cho bọn con ra ngoài kia chơi một chút thôi. Tí bọn con về nha mẹ, yêu mẹ nhiều. Đi, nhanh lên. Hai đứa kia, đứng lại. Ôi, kì mẹ. Bọn con chỉ đi chơi một tí thôi mà. Này, đứng lại. Phía trước có mục tiêu. Này em đẹp lắm. Quỷ sứ, chỉ được cái dẻo mỏ. Bing. Ôi dồi. Đi. Anh yêu em thật lòng mà. Anh này. Mau lên. Tay em đẹp thật đấy. Ôi dồi ôi anh chị ơi. Làm người thì giữ lòng tự trọng tí đi. Ôi dồi, cô là ai vậy? Sao lại thế này? Hai người đừng níu kéo người ta nữa mà. Đã bảo là không yêu. Cái đồ phản bội. Chúng ta chia tay đi. Em đừng đi mà, nghe anh giải thích đã. Ok. Bỏ ra. Hạnh ơi, đợi anh với. Buồn cười quá đi mất. Thôi mà Honey, cho anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa mà. Bỏ qua cho anh lần này thôi đó. Anh dẫn em đi ăn kem nhé.
Vâng. Ờ, mình đi thôi anh. Nhanh lên, đi. Nhưng mà anh sao mình không đứng lên được thế này? Dính chặt quá. Anh làm sao thế? Đi thôi, đi. À, biến thái. Hạnh, Hạnh, không. Không phải như em nghĩ đâu. Nghe anh giải thích đã. Là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi Hạnh. À, vui quá đi. Đã đi tán gái lại còn mặc quần đùi hoa. Ơ, anh Tú, nhìn kìa. Chẳng phải thằng nhóc cạnh nhà mình kia sao? Nó có bìm bìm ngon thế nhỉ? Đi thôi, theo anh. Anh cho mẹ ăn bìm bìm. Dừng lại. Ơ à. Ăn một mình là xấu tính lắm đây chú em. Đúng rồi đấy, cho tụi anh xin miếng. Vâng ạ. Của hai anh đây. Đúng mỗi người một miếng nha. Khoan đã. Gì mà vội thế? Mày dám ki bo với bọn anh à? Xem đây. Thả em ra. Thả em ra. Các anh làm gì vậy hả? Cứ ở đây cho đến tối nha. Biết sự lợi hại của anh chưa hả nhóc? Anh Tú, ăn đi. Ngon đấy. Thả em ra. Các anh thật là quá đáng. Chúng ta đi thôi. Ôi dồi ôi, đúng là của chùa có khác. Ăn đi. Ngon không hai đứa? Chạy mau. Đừng lại, đừng có chạy. Tiến sĩ, bọn cháu chỉ mượn chơi một chút thôi mà. Mượn này, mượn này. Mau về thôi. Mẹ. Cuối cùng cũng vác xác về rồi hả hai đứa? Chạy mau. Tiến sĩ. Mẹ, bọn con. Lại đây nào con trai. Chúng mày chạy đâu cho thoát? Bọn con. Anh Tú, làm sao bây giờ? Quả này toang rồi. Xem đây. Đừng. Chúng ta lại dính vào nhau rồi. Hai anh em dám trốn mẹ đi chơi à? Mẹ ơi, bọn con biết lỗi rồi mà. Bọn con xin lỗi, mẹ tha cho bọn con. Hai đứa đứng lại. Nào, hòa nhịp ca vang vẫn còn hát được à? Ôi. Bố có sao không? Bạn tọa hỏng chưa để con gọi bác sĩ. Mày, hôm trước kiểm tra bị điểm kém đúng không? Không bố ơi, bài kiểm tra nào, con có biết gì đâu. Thế đây là cái gì? Thế mà con cái xuyên suyết hả? Bố ơi, không tha cho con. Này, cái này. Bảo yêu mình, thương mình, xong quay ra đánh mình, hay là ghét mình rồi. Ai ơi ơi, đau quá. Tự dưng lại đi dọn nhà kho. Cái gì kìa? Trông lạ thế nhỉ? Thuốc tàn hình, uống nửa lọ có thể tàn hình trong vòng 30 phút á. Uống thử ngụm. Ngon đấy. Cơ thể mình đang mờ dần thật rồi này. Trên đời này có lọ thuốc thần kỳ như vậy thật sao? Lại có trò vui rồi. Không một ai có thể nhìn thấy mình. Chúng ta đi chơi thôi nào. À, ba con chuột bạch đây rồi. Chúng mày ơi. Úi dồi ôi, đang đi tự dưng chúng mày bò ra đường làm gì đấy? Mày không sao đấy chứ? Bỏ mồm, chảy máu mũi rồi. Sao mà tự nhiên lại ngã được nha? Chuyện xui rủi, ai biết được bà ơi. Kèm ngon quá.
Cái gì nữa thế này? Xin lỗi nha. Wow, tao đã mong manh dễ vỡ rồi mày còn ném kem vào mặt tao. Thôi, tao xin lỗi, đã bị đê rồi còn khen khóc nhè. Nhiều loại quá, lấy cái nào bây giờ? Lấy cái này. Ăn thôi. Đây. Hả? Tự nhiên như rùi thế hả thằng kia? Chú nhìn thấy cháu ạ? Mày biết tao là ai không? Dạ, cháu không biết ạ. Tao là lỗi kỹ thuật xíu. Ngạc nhiên chưa? Mày, ta xin tự giới thiệu, nhà ta ba đời là pháp sư bán tạp hóa, đến má ta còn nhìn thấy, huống chi là mày à? Dám ăn chua à? Cháu xin lỗi ạ. Đứng lại. Ngày hôm sau, Tuấn đi đến lớp, thấy các bạn đang cười đùa vui vẻ bên trong, cầm lọ thuốc trên tay, bỗng Tuấn nảy ra một ý định. Với lọ thuốc này, điểm của mình sẽ cao nhất lớp. Tuấn huênh hoang đi vào trong mà không biết rằng hôm nay chính là ngày lọ thuốc hết hạn sử dụng. Lè 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 lè. Bọn ngốc. Cái thằng này nó bị khùng hay sao ấy? Này, hình như nó bị hậu Covid nên não nó có vấn đề ấy. Thôi kệ nó đi, thi xong rồi xử. Còn thằng này nữa. Xem ta đây. Ôi trời ơi. Này thì mọi khi bắt nạt tao này. Này tao cho mày thành heo luôn. Ây à, đau quá. Mắt của tôi. Sao nó nhìn thấy mình nha? Chẳng nhẽ nhà nó ba đời làm nghề pháp sư bán tạp hóa. Không thể nào. Chắc mình nhầm rồi. Là cô chủ nhiệm. Cơ hội đây rồi. Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn. 36 con, 100 chân chẳng. Hỏi, năm nay cô giáo bao nhiêu tuổi mà vừa già vừa ế thế này? Ồ hả? Thằng này nó bị ngáo thật à? Cậu nói cái gì?